Bài kinh số 5. Kinh không uế nhiễm. Anangana Sutta. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ tại Setavana, Kỳ Đà Lâm, giường ông Anathabindika, cấp cô độc. Ở tại đây, Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, gọi các tỷ kheo. Chư hiền tỷ kheo, thưa hiền giả, các tỷ kheo ấy dâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này chư hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế và dư thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế, nhưng không dư thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế và dư thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế nhưng không dư thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế và dư thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không dư thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người không có cấu uế và dư thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Được nói như vậy, Tôn giả Mahamoggallana, Đại Mục Kiền Liên, nói với Tôn giả Sariputta như sau: Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì, trong hai hạng người có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì, trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Ở đây hiện giả, hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Đại hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn nhiễm. Ở đây này hiền giả, hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm,
và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian được thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế, với hạng người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người không có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ở đây này hiền giả, hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi không có tham, không có sân, không có si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng được thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế, với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có sân, không có si, không còn cấu uế, tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên này, trong hai người có cấu uế này, một người được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. Này hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên này, trong hai người này không có cấu uế, một người được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. Này hiền giả, cấu uế gọi là cấu uế, danh từ gì là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế? Này hiền giả, các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỷ kheo chớ có biết về ta rằng là đã phạm giới tội. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo có thể biết được các tỷ kheo ấy đã phạm giới tội. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo đã biết được ta đã phạm giới tội, do đó
vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỷ kheo hãy quở trách ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa tăng chúng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo quở trách tỷ kheo ấy ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Tỷ kheo này nghĩ rằng, các tỷ kheo quở trách ta ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Nếu ta có phạm giới tội, mong rằng một tỷ kheo đồng đẳng thể quở trách ta, chứ không phải một vị không đồng đẳng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo không đồng đẳng quở trách tỷ kheo ấy, không phải một tỷ kheo đồng đẳng. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo không đồng đẳng quở trách ta, không phải một tỷ kheo đồng đẳng. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng, bậc đạo sư hãy hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Mong rằng, bậc đạo sư không hỏi tỷ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Bậc đạo sư hỏi một tỷ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Bậc đạo sư không hỏi tỷ kheo ấy nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Tỷ kheo này nghĩ rằng, bậc đạo sư hỏi một tỷ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Bậc đạo sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng các tỷ kheo hãy để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Mong rằng các tỷ kheo không để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Các tỷ kheo để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỷ kheo không để tỷ kheo ấy đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ kheo này nghĩ rằng, các tỷ kheo để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỷ kheo không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỷ kheo khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng tại chỗ ăn ta được ngồi chỗ tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Mong rằng tỷ kheo khác tại chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Còn tỷ kheo ấy tại chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn ta không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, không phải tỷ kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong sẽ thuyết tùy hỷ pháp. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra.
một tỷ kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ kheo ấy tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, không được thuyết tùy hỷ pháp. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này thiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về đố uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá, chứ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn tỷ kheo ấy không thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Do vậy, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỷ kheo ni tụ tập tại ngôi tịnh xá như trên, ta sẽ thuyết pháp cho các nam cư sĩ, ta sẽ thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá, chứ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn tỷ kheo ấy không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Các vị tỷ kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác, các tỷ kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Tỷ kheo này nghĩ rằng, các tỷ kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác, chứ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo ni như trên, các nam cư sĩ như trên, các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Các nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác. Các nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Tỷ kheo này nghĩ rằng, các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một tỷ kheo khác, các nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta nhận được các y phục tối thắng,
tỷ kheo khác không nhận được các y phục tối thắng. Đại hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác nhận được các y phục tối thắng, tỷ kheo ấy không nhận được các y phục tối thắng. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác nhận được các y phục tối thắng, ta không nhận được các y phục tối thắng. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Đại hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Đại hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng ta nhận được các đồ ăn khất thực tối thắng, như trên, các sàn tọa tối thắng, các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Tỷ kheo khác không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Đại hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng, còn tỷ kheo ấy không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Tỷ kheo này nghĩ rằng, một tỷ kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng, còn ta không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Đại hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Đại hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. Đại hiền giả, đối với tỷ kheo nào, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy là vị sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y, mặc y phục thô xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới dục của tỷ kheo chưa được diệt trừ. Đại hiền giả, ví như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đầy bát với xác rắn, xác chó hay xác người, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có người thấy vậy bèn hỏi: bạn mang cái gì có vẻ đẹp đẽ ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì với người ấy không ưa thích khởi lên, sự ghê tởm khởi lên và sự yếm ố khởi lên. Những người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huống nữa là những người đã no. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào, các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy là vị sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y, mặc y phục thô xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt trừ. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe là đã diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy sống gần làng mạc, chấp nhận việc thỉnh thực, mang y gửi gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị tỷ kheo ấy đã được diệt trừ. Này hiền giả, ví như một cái bát đồng mang từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy đựng đầy với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các loại đồ ăn đậy lại với một bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: bạn mang cái gì có vẻ đẹp đẽ ngon lành chị? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên,
sự không yếm ố khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ ấy, huống nữa là người đói. Này hiền giả, cũng vậy, đối với vị tỷ kheo nào mà cái ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe là đã diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy sống ở biên giới gần lạc mạc, chấp nhận việc thỉnh thực, ban y người gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này đã được diệt trừ. Được nghe nói vậy, tôn giả Mahamoggallana thưa với tôn giả Sariputta: Hiền giả Sariputta, một ví dụ khởi lên cho tôi. Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. Hiền giả, một thời tôi ở thành Chương Xá tại Sirivaya. Này hiền giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, mang theo y bát vào thành Chương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẻo một dành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con của một người làm xe, đang đứng một bên. Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con một người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: Mong rằng Samiti, con người thợ xe, hãy đẻo đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này, để dành xe này không có cong, không có đường méo, không có mắt gỗ, được trơn tru và được đặt vào trong trục chính. Này hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời đúng như vậy. Samiti, con người làm xe, đẻo đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này của dành xe ấy. Này hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con người làm xe, hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ như sau: Hình như người này đang đẻo dành xe ấy, như là với tâm của anh ta biết tâm ta vậy. Này hiền giả, những ai không có lòng tin vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, ảo trá, khi cuốn, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh sa môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biến nhát, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống chuyển ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sariputta với pháp môn này như là với tâm của tôn giả. Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. Những kẻ thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Những vị nào không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuốn, không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống trong sung túc, không biến nhát, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn này của tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và với tâm ý. Thật lành thay, một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Này hiền giả, ví như một người đàn bà hay người đàn ông còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một dòng hoa sen xanh hay một dòng vũ xanh hoa hay một dòng thiện tư hoa, dùng hai tay cầm lấy dòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu,
này Hiền giả. Cũng vậy, những thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không gian ngụy như trên. Thật lành thay, một tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Như vậy, hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ. Kinh Không Uế Nhiễm thứ 5.